Hello cả nhà, chắc mọi người đã biết qua những cái sản phẩm này rồi ha. Đây là viên uống cấp ẩm và viên uống trắng da Lutathione. Còn đây là viên cấp ẩm cấp nước cho da Aquaric. Trước đây sản phẩm này rất là đình đám với mọi người luôn, và hiện tại thì mình về thêm sản phẩm này nữa ha. Đây là viên Aquaric giúp chúng ta cấp ẩm và tăng collagen cho da. Thì sản phẩm này trước đây được rất là nhiều khách hàng tin yêu và ưa chuộng, vì sản phẩm thực sự là khi mà các bạn uống cải thiện da rất là tốt luôn. Da của các bạn sẽ căng bóng mềm mịn chỉ sau vài đêm thôi. Viên này thì chúng ta sẽ uống vào mỗi tối trước khi ngủ, trước khi ngủ 2 viên nha mọi người. Và sản phẩm này cũng là uống vào trước khi ngủ và uống 2 viên luôn, y chang Aquaric. Nhưng mà Lutathione này thì nó giúp dưỡng trắng da nữa. Viên uống trắng da 7 ngày được rất là nhiều các bạn diễn viên cũng như là các bạn ở Hàn Quốc tin dùng. Trắng khỏe, trắng căng bóng và trắng an toàn ha. Nó sẽ giúp bật tông da từ 3 đến 5 tông sau một liệu trình. Và viên uống trắng da Lutathione này là sự kết hợp hoàn hảo hàm lượng cao Lutathione và collagen, vẫn có collagen ở trong đó nha mọi người. Và Lutathione được mệnh danh là bậc thầy làm trắng da, kích trắng và trẻ hóa làn da mạnh mẽ nhất của cơ thể. Đây là chất trong cơ thể vốn có chứ không phải là một chất hóa học ở bên ngoài nha mọi người. Vì vậy nó là một cái chất mà được cơ thể tiếp ứng rất là tốt, vì nó đã có ở trong cơ thể sẵn rồi, và khi mọi người cung cấp thì lập tức cơ thể sẽ lấy cái chất này vào bên trong ngay lập tức, chứ không phải là nó đợi phân tích và nó đào thải ra. Do là những cái chất độc lạ thì thường cơ thể sẽ không tiếp ứng được, nhưng Lutathione là một chất có trong cơ thể sẵn ha. Và collagen cũng là một chất có ở trong cơ thể, vì vậy mà chúng ta cung cấp collagen, bổ sung collagen cho da rất là tốt nha. Và đó là thần đồng, cái thần dược để cải lão hoàn đồng đó ạ. Và công dụng của viên uống trắng da này là kích trắng da mạnh mẽ, ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa cho da, tăng cường sản sinh và làm liền mạch các sợi elastin và collagen bị đứt, mang lại cho một làn da trắng hồng, trẻ trung và căng mịn ha, ức chế hình thành quá trình sắc tố melamin hiệu quả và làm giảm lượng sắc tố đen ở trong da của chúng ta, thay đổi tế bào gốc làm cho da của chúng ta không bị đen trở lại, tăng độ đàn hồi và dẻo dai căng bóng cho da, hỗ trợ điều trị nám, sạm, tàn nhang, các đốm nâu và giảm tối đa quá trình làm sạm do ánh nắng mặt trời tia UV gây sạm da ha, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân luôn nha các bạn. Và cái Lutathione này mình có cái bài viết ở trên Facebook á, mình đã cho mọi người đọc á, là nó rất là tốt luôn, nó còn làm tăng cái khả năng miễn dịch của mọi người lên nữa, chống oxy hóa cho da, cho tế bào và cho tóc nữa nha mọi người, giúp cho răng miệng của chúng ta luôn chắc và khỏe. Và cái Lutathione này thực sự là một cái dược phẩm rất là tốt cho cơ thể, nó là thực phẩm chức năng thôi mọi người, không có tác dụng chữa bệnh, tuy nhiên nó phục hồi rất là nhiều cho các cái vấn đề của cơ thể chúng ta, giống như là móng tóc, sạm, nám. Và các bạn nào mà muốn dưỡng trắng da thì chúng ta nên kết hợp uống cái Lutathione này nha. Và sản phẩm này được các bác sĩ khuyên dùng là đường uống và đường thoa nha mọi người, còn nếu mà chích thì chúng ta không nên chích ha. Các bạn muốn dưỡng trắng có rất là nhiều cách, mình khuyên các bạn là không nên chích, mà các bạn chỉ nên uống hoặc là chúng ta thoa thôi nha các bạn. Và cái sản phẩm này đã được chứng nhận ở Hàn Quốc rồi mọi người ha. Và các bạn yên tâm về sản phẩm, một khi một cái sản phẩm nào đó được công bố và được bán ở Hàn Quốc thì nó đã trải qua những cái kiểm nghiệm rất là gắt gao, chứ không phải là bỏ tiền ra là được giống như ở Việt Nam của mình đâu nha mọi người. Cho nên các bạn yên tâm về sản phẩm của Hàn Quốc. Nếu các bạn muốn mua những cái sản phẩm mà uống vào trong cơ thể mà nó phục hồi lại cơ thể của các bạn thì mình khuyên là các bạn nên chọn sản phẩm từ Hàn, từ Úc và từ Mỹ nha. Vì tất cả những cái sản phẩm này khi mà đã được chứng nhận và được công bố tại Hàn thì nó đã trải qua rất là nhiều các cuộc kiểm tra gắt gao tại Hàn Quốc nha mọi người nha. Và cái Lutathione này một hộp nó có 72 viên, chúng ta sẽ uống được 36 ngày các bạn nhé. Hỗ trợ giảm cân rất là tốt luôn mọi người nha. Còn
còn đây là viên cấp ẩm Aquaric. Nếu mà các bạn nào trường hợp chúng ta bị da khô bong tróc và các bạn mới đi tái tạo da đó, thì các bạn sẽ hỗ trợ để dùng thêm cái Aquaric này cho chúng ta nha. Mỗi ngày cũng 2 viên vào buổi tối trước khi ngủ. Rồi, mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.